Không cần phải giỏi lịch sử đâu, cái này không cần phải giỏi lịch sử đâu. Là người Việt Nam thì phải biết. Cho Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp gần xa. Có. Đấy, mẹ. Hello mọi người, K đây. Hôm nay thì K cùng với Mika và Green sẽ đi review một cái ngôi nhà mà giàu cái đánh giá nha. Ngôi nhà này là ngôi nhà giàu nhất trong game Play Together. Không giàu về tiền bạc nha, không phải giàu về cái gì mà là giàu về tinh thần dân tộc mọi người ạ. À, ngôi nhà này được giàu lòng yêu nước, giàu tinh thần dân tộc. Đấy, trời ơi. Ngôi nhà này thì K được có một ban nó review trước rồi, xong rồi đấy giới thiệu, nhưng mà K muốn bản thân đích thân K phải đi review lại ngôi nhà này và K có quen. Dừng khoảng chừng là 5 giây, hình như mọi người quên gì đó rồi. Quên đăng ký kênh cho K. Mọi người đừng quên cho K xin nhẹ một cái nút đăng ký dưới để khích lệ tinh thần ủng hộ K tiếp tục làm clip cho mọi người coi nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi, tiếp tục clip nè. Trong lúc K quay clip này á, là K đã có nhắn tin xin phép cái bạn đó ở trên Facebook rồi, nhưng mà bạn đó chưa trả lời. Cho nên nếu mà bạn đó chấp nhận thì K mới edit và đăng clip này lên. Nếu bạn đó coi được clip này thì cảm ơn bạn nhiều vì đã đồng ý cho K cùng với team đi review nha. Bạn đó tên là Lê Lý mọi người ạ. À, bé xuống trong clan Bia. Clan gấu hả? Bia là gấu đúng không? Con gấu đúng không rồi đấy. Ủa sao là tiếng này em nãy giờ lớn mà tiếng giờ nhỏ vậy? Nhìn tổng quan của ngôi nhà này thì sẽ có một cái đường đi vô, hai bên đều là trang phục cờ đỏ sao vàng của Việt Nam mình. Đấy. Đây, Mika có cái nón nè. Mika cũng mang cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Cái nón cũng có dài luôn. Ủa cái nón này ở đâu ra vậy bé? Câu ấy, hồi xưa câu hồ với em, mấy cái này là câu hồ. Còn K với Green thì do hồi xưa không có siêng năng cho nên bây giờ đổi nón không có màu. Nhưng mà cũng là nón lá của Việt Nam mọi người ạ. À. Bên này là áo dài, nón lá Việt Nam. Còn bên này thì là của nam, bên này của nữ hả? Hai bên cũng khá giống nhau nhỉ? Ừ, mình rất có cái ô nữa, để bà kiếm cái ô cho em coi. Rồi, mọi người đi vô đây, ca bật nhạc quốc ca lên nè. Vô đây. Nè, bữa trước có cái ô này nữa nè. Chủ nhà khóa rồi, không cho sử dụng mấy cái máy bơm khói này lên. Mọi người thấy cái cờ đỏ không? Đây, ca bật ca quay lên cho rõ nè. Thấy cờ đỏ không? Không nói là nó quá hoàn toàn diện về thẩm mỹ đúng không đó, nhưng mà nó đã là tốt lắm rồi. Vậy là trong game mà làm được như gì là đã quá đỉnh rồi. Nhưng mà ý là nè, không biết xây kiểu gì mà mà nó liền luôn ấy, nó không có bị khớp ấy. Để thử bơi ra xa xem. Cờ đỏ sao vàng xây bằng cả con tim. Quầy hình như xây bằng thảm ạ. Ừ, xây bằng thảm đỏ. Cái thảm này là cái thảm ở trong Phật Quốc Hỏa đúng không? Không, cái này là cái thảm của Upgrade á. Cái gì ta? Còn cái sao vàng là mấy cái thanh màu vàng nên út. Ý, chủ nhà về nè. Chủ nhà về thì nhỏ thiệt kìa. Chủ nhà về luôn mọi người ạ. Rồi. Chào chủ nhà về luôn, đúng lúc quá. Đây chủ nhà. Tôi có nhắn tin trên Facebook quá. Mika, biết ca rồi nhỉ. Hãy xin kết bạn với bạn này đó mọi người ạ. Bạn này mới đi làm về mọi người ạ. Hãy xin kết bạn đã. Ủa, anh đâu rồi? Anh đang dưới chân bé nè. Ủa? Mika bớt cầm chổi. À, ông này cũng biết tôi mọi người ạ. Hiếp anh ca đi ha. Ông này biết tôi. Bạn này biết ca. Xin kết bạn với bạn này đã. Mika bên là ca rồi hả? Tôi có. Ghê à. Bạn này có follow TikTok của ca luôn ạ. Bé xuân. À, có xuống thiệt không? Fan cứng. Cho một team ban nè. Cứu ban nè. Cứu ban tới nè. Cứu ban báo nè. Có nha, có xuống răng nha. Có xuống răng mới đặt tên là bé xuống đấy. Ảo thế đi. Xuống răng mới đặt tên bé xuống giống. Này. Cứu ban. Giao lưu với lại bạn bé xuống, bạn chủ nhà cái đã. Ê. Đang xóa cái bạn đó gửi kết bạn, cái đâm ra bấm lộn xóa luôn của bạn đó luôn. Ảo thật đi. Đây. Đi review có chủ nhà đàng hoàng nha mọi người. Cả đi review có chủ nhà đàng hoàng nha, nãy mới nói đầu clip luôn. Vậy là cái này là cho người ta cho phép rồi nha. Cả đi review có chủ nhà đàng hoàng. Riêng về cái lá cờ này thì không có gì phải nói nữa rồi. Nhìn là mọi người biết ở gì. Có Hà Nội nè. En muốn ra nhà bé là phải ra cái cục ở giữa. Giữa là cái chỗ đó là Đà Nẵng ấy. Đà Nẵng à? Đà Nẵng rồi. Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn. Còn hai quần đảo này là hai quần đảo mà mấy thằng khứa tàu khựa nó suốt ngày nó kêu là của nó nè. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa. Có một cái clip là khứa Trung Quốc nó còn kêu là hai cái hòn đảo này là của nó ở trên TikTok cả có lướt thấy. Mày ảo thật đi. Mọi người phải nhớ nha mọi người. Gì mà có sao động đây. Cái review nói thêm
chủ nhà của đảo Phú Quốc, thứ ban quay chưa có. Đây 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 cái đây. Đợt ban. Có côn đảo nữa. Chưa có. Cái bạn này hai, thiệt hai, luôn. Hai cái phía dưới. Hai cái phía dưới nè mọi người. Đảo Phú Quốc, côn đảo rồi nè. Còn đây là quần đảo Hoàng Sa với Trường Sa. Có mặt trăng lên đẹp không? Người Rinh né cái đầu qua coi. Này có mặt trăng lên đẹp chưa? Bật nhạc quốc ca lên thôi chứ gì nữa. Chung lòng cứu quốc, bước chân dồn quan trên đường gặp gần xa. Cơn mau chiến thắng vang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân thành ca. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiếng mau ra xa trường, tiếng lên cùng tiếng lên. Nước non Việt Nam ta vững bền. Đi ra ngoài đảo thử coi ngoài đó bạn nó xây bằng cái gì. Để cao quăng lên cho mọi người coi cái bản đồ Việt Nam mình kế bên cho mọi người dễ biết ha. Thì đây, đây là côn đảo. Dưới này là phần côn đảo. Dưới mũi, dưới kế bên mũi Cà Mau này là côn đảo. Còn phía trên mũi Cà Mau này á là đảo Phú Quốc. Đó, phía trên cái mũi Cà Mau này là đảo Phú Quốc. Phía mé mé nè, bên tay trái của ca nè, đó là đảo Phú Quốc. Còn bên tay phải này á là côn đảo. Côn đảo nơi có chị Sáu kìa. Côn đảo nơi có chị Sáu. Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu mọi người ạ. À. Chùa chị Sáu thiêng lắm nha. Võ Thị Sáu, nữ anh hùng dân tộc của Việt Nam mình. Nếu bạn nào mà không cần phải giỏi lịch sử đâu, cái này không cần phải giỏi lịch sử đâu. Là người Việt Nam thì phải biết. Không biết không phải người Việt Nam nữa. Ôi, có đây ngoài là đảo Phú Quốc, còn đây là côn đảo. Còn quần đảo ở phía dưới nè mọi người nhớ kỹ cho ca nha. Quần đảo phía dưới này là quần đảo Trường Sa. Quần đảo phía trên là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Không có cái lưỡi con bò nào mà liếm qua tới đây được hết. Liếm qua đây là lấy kéo sợn cái lưỡi nó liền. Ba vô vẩn. Tính nóng như kem. Nhắc tới là nóng, mỗi lần coi mấy clip đó là nóng. Trung Quốc là cái nước mà gọi là nó tẩy não người dân của nó từ nhỏ luôn, hiểu không? Nghĩa là từ khi mà mẫu giáo là nó đã dạy cho nó có cái đường lưỡi bò. Đâm ra khi nó lớn lên nó cũng cứ in là có cái đường lưỡi bò, chứ nó đâu biết là thế giới ở ngoài thế giới làm sao. Tự nhiên đâu ra có cái đường lưỡi bò. Tại vì bên Trung Quốc nó không biết. Trung Quốc nó không biết là ở Việt Nam mình nó trong cái nồi lẩu bò nào cũng có lưỡi bò hết. Trung Quốc nó không biết cái điều đó, cho nên nó dám thè cái lưỡi qua Việt Nam mình. Thè qua là lên nồi lẩu liền. Cứ thè lưỡi qua là lên nồi lẩu liền. Trung Quốc lưỡi bò nè, lưỡi bò nè. Trung là Trung Quốc nè. Trung Quốc nè, lưỡi con bò nè, thè qua đây. Về nhà của bạn này á thì xe bình thường thôi. Uầy, con xe đen này nhân phẩm lắm đó. Có bao nhiêu bạn coi clip này nhớ được cái sự kiện con xe đen này. Nhân phẩm lắm mới được cái vàng này đó. Lá phong á mọi người. Nhân phẩm á, mấy xe này là mấy xe VIP. Cả thích cái con xe này nè, cả thích con xe VIP cũ nè. Để chở được hai người. Cái này bé có nè. Ôi, con xe đạp gấu này cũng đẹp. Ê, con xe máy gấu này cũng đẹp, 1m3 có gấu này cũng đẹp nè. Cái xe máy này đợt trước nhận ở 11 mà bé không nhận. Nói chung là bạn này không gọi là quá giàu về tiền bạc, nhưng mà giàu lòng yêu nước. Sao anh cứ nhấn mạnh cái từ đó nhỉ? Tại vì bạn này quá giàu lòng yêu nước. Nổi da gà luôn. Nhiều xe phép nhờ. Không có ý. Chị Mika, cái xe chị không có là đây nè. Đây, nó đây. Xe nào? Kệ tao mày. Có mấy ai xây được như bạn này. Nhà anh Ban cũng có một cái. Không, nhà anh Ban hồi trước á, lúc đầu ca thích Ban là tại vì nhà nó có cái bản đồ Việt Nam mọi người ạ. Lý do duy nhất mà để mà ca chú ý tới Ban hồi xưa á là tại vì nhà nó có cái bản đồ Việt Nam, chứ không phải vì nó làm YouTube. Ca chú ý tới nhà nó là tại vì nó có cái bản đồ Việt Nam ở nhà nó. Ca nhớ là xây đâu ở trên máy này nè, là ca có coi cái clip của nó. Ca thấy cứ Ban có cái bản đồ Việt Nam trên này, đâm ra khoái thằng Ban đó giờ luôn, là do giàu lòng yêu nước. Tự hào quá. À, anh ca kìa, ảo thật ý, ai vậy? Ủa, mẹ này mình nhớ là mình gặp mẹ ở ngoài kia nãy giờ rồi mà sao giờ mẹ mới thấy mình ta? Nãy giờ bị mờ. Bà này bị chậm hả? Yeah. Anh ơi, cái nhà bên trong nhà cho anh quay clip rồi nè. Cái nhà là cái phong tranh luôn. Vô chụp hình cái mọi người, vô chụp tấm hình cái ca làm thumbnail cái. Đứng ở giữa, đứng xích qua hướng ngồi Grin xíu, Grin cũng đứng xích qua luôn. Chồn mà đi ra coi, chồn lùi này, ra. Nhiều lúc cái lá cờ Việt Nam mình, nhiều lúc bọn Trung Quốc nó cứ nói là Việt Nam ăn cắp cái lá cờ, ý tưởng lá cờ của nó. Ăn cắp cái quần cờ Việt Nam có trước cờ Trung Quốc em ạ. Có thì biết rồi, mình nói nó có khẳng khẳng gì không à. Cờ đỏ sao vàng của Việt Nam mình có trước cờ của nó. Đó mọi người ạ. Ca vừa cho mọi người review xong cho mọi người thấy cái nhà siêu đỉnh của bạn bé Xuân. Mọi người có thể, ca sẽ để lại tên của bạn này, tại vì tên bạn này có cái từ đặc biệt hơi khó tìm, hoặc là mọi người cho bạn bè của ca tìm. Có các bạn như bạn đó rồi, cho bạn bè của ca tìm mình sẽ thấy bạn đó.
mới có thể vô tham quan ngôi nhà của bạn đó. Và thỉnh thoảng thấy bạn đó mở tiệc thì vô thả sao cho bạn đó. Nhà bạn đó quá đẹp, nhà này xứng đáng là 1.300.000 sao chứ không phải là 130.000 sao nha. 13 triệu sao, 130 triệu sao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi cái quá trình mà tụi Ca review nhà. Chúc mọi người có một sao bé. Đấy, quay qua đây chào mọi người nè, camera hướng này nè. đúng Hoàng Sa Việt, Hoàng Sa Trường Sa, belong to Việt Nam. Đúng. Đây, nếu như mọi người hồi nãy chưa đọc kịp thì đây, cái tour là cho mọi người coi lại cái đoạn đó nè. Đó. Ok chưa? Đúng. Hoàng Sa, Trường Sa, lạc của Việt Nam. Lưỡi bò qua là vô nồi lẩu liền, hiểu không? Đến. Hồi nãy con cố nhắc mọi người rồi đó. Nhớ đăng ký kênh của Ca, cũng đừng quên để lại cảm nhận vào quýnh giá. Không, ngôi nhà này không có gì để đánh giá đó rồi. Ngôi nhà này không có gì để đánh giá, không có gì để đánh giá. Thề ngôi nhà này không có gì để đánh giá, tại vì nó quá đỉnh rồi, hiểu không? Nó vượt khỏi cái tầm để mà mình có khả năng để mà quýnh giá. Chỉ cần có cờ đỏ sao vàng như là không có gì để quýnh giá. Rồi bà nội kia bà ngủ luôn rồi, bà đứng đó bà ngủ luôn rồi, bà mặt vô nách Mika bà ngủ luôn rồi. Kêu xuống kích ra đây nè. Rồi tỉnh rồi, hình như nghe mình nói sao á, tỉnh rồi. Bé Luli 1490 nếu mà bạn mà có coi được cái clip này á. Ê, bạn tém tém rồi nha. Đây giác con gà ra bóp nó là đi. Có ai vô duyên nhưng mẹ không? Đưa qua mặt rồi đinh bóp nè. Mày nói nhiều á mày, cười á mày, súng răng á mày. Này chỉ có chưa duyên lại. Này, bóp thêm cái nữa nè. Coi ai sợ ai nè. Nè, rồi, ai sợ ai. Ôi, mà đứng mày đơ rồi, chắc đứng đó lắc rồi mọi người ạ. À. Dùng quay may mắn rồi. Thôi bye bye mọi người. Bye mọi người. Lỗi đi chứ. Xin lỗi, lịch sử chứ bộ. Ở đây toàn những điều đặc biệt, toàn những điều tuyệt vời. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau. Việt Nam mãi. Có ai biết có ngôi nhà nào mà có lá cờ Việt Nam hay gì đó mà đẹp để là bình luận bên dưới cho Ca nha. Có cái nhà nào cái bản đồ nó còn to hơn nữa không? Để Ca được chiêm ngưỡng thưởng thức những cái đậm chất Việt Nam ở trong Play Together.